Xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại gian hàng của Toyota Việt Nam tại triển lãm Việt Nam Motor Show 2018 tại SECC Sài Gòn. Và đứng ngay đằng sau tôi đây, trên sân khấu cao nhất đẹp nhất là chiếc Toyota iRoad. Đây là một chiếc xe nửa xe máy, nửa ô tô, và nó chạy bằng điện, không phải bằng xăng nhá. Nó là một chiếc xe điện 3 bánh. Hiện tại thì chưa bán đâu, nhưng mà có thể tương lai gần nó sẽ bán. Trông lạ nhỉ, trông nó cứ thế nào ấy. Xe này ngồi được 2 người nhá. Xe này ngồi được 2 người, ở ngoài thì cái lốp này chả khác gì lốp xe máy cả. Nhưng mà nó vẫn có phanh đĩa này, phanh đĩa rất to luôn. Lốp thì chỉ to bằng lốp xe máy thôi. Xi nhan thì nhớ cũng đưa ra, có cả gương chiếu hậu luôn. Cửa mở kiểu ô tô luôn. Vui này. Mà cái xe này lái nó không phải lái bánh trước, à, nó lái bánh sau. Bánh sau nó sẽ bể lái. Và cái góc bàn kính vòng tròn quay đầu nó sẽ rất nhỏ, nghĩa là nó sẽ cua được rất gắt. Hay lắm. Đèn hậu, đèn phanh đầy đủ nhá. Đó, các bạn nhìn chưa? Rõ ràng chưa? Không biết có ABS không nhỉ? À, khả năng cao là có đấy. Bây giờ tôi mở thử ra xem nhé. Đây là cái xe 2 chỗ ngồi, 2 người ngồi, ô ghi là 2 người ngồi, nhưng mà khả năng là đây, một chỗ đằng sau đây ngồi, chắc là trẻ con ngồi thôi. Người lớn không biết có ngồi được không. Cũng có thể ngồi được, giống kiểu xe máy đấy. Các bạn nhìn cái ghế này. Đấy, tôi ngồi thử rồi nhá. Tôi ngồi thử ở đây như thế nào. Rồi, chân ga, chân phanh đàng hoàng nhá. Nhìn buồn cười lắm. Bé tí. Đó, đây. Đó, xin nhan gạt ở đây này. Số thì bấm nút ở đây này. Tiến lùi và mo. Cổng sạc USB. Tóm lại là đây sẽ là một chiếc xe thay thế xe máy được. Nếu Toyota mà bán chiếc xe này rẻ đâu khoảng tầm 100 triệu thì có thể thử được. Chỉ có điều là đây là bản mẫu chưa bán. Và cái pin để mà sạc cho cái xe này chỉ đi được 50 cây thôi. Thực ra thì 100 triệu chắc không mua được đâu. Chiếc xe điện bao giờ nó cũng đắt, bởi vì công nghệ pin của nó rất đắt. Tôi chỉ nói vui vậy thôi. Chiếc xe điện đắt lắm. Chắn nắng này. Nhưng mà tất cả cái xe này nhá, đều là một cái chất liệu rất nhẹ, cái mui rất nhẹ, che mưa che nắng thôi, như kiểu nhôm ấy. Khung này thì chắc này. Ốp thì là ốp nhựa này, nhựa hết. À, cái ghế này còn tiến lùi được này. Đây, ví dụ như thế này. Như thế này mà đi thì đằng sau ngồi được không? Cũng hơi chật nhỉ, hơi chật. Phải để chân ra đây này. Đằng sau sẽ không được thoải mái cho lắm đâu. Đó, cái tay kéo cửa này. Chỗ này là nhựa nhá, tất cả chỗ này là nhựa. Nhựa hết nhá. Đó này, bây giờ tôi đánh vô lăng này. Ồ, chưa thấy quay. Hoặc có thể là phải có điện thì mới quay được. Vâng, phải có điện thì mới quay được. À, thế thì sẽ nhẹ đấy, nhẹ nhàng lắm đấy. Rồi, đây là iRoad. Các bạn nhìn xe thêm một vòng nữa nhá, để xem cái xe này nó đáng yêu như nào. Thực ra cái xe này mà thay xe máy rất hay, che mưa che nắng, ngồi được 2 người, nhìn rất đáng yêu. Mà nó lại gọn như một chiếc xe máy, mà lái lại vô lăng kiểu ô tô, nhưng mà cua gọn gàng kiểu xe máy. Rất hay, rất hay. Chỉ có điều là về giá thôi. Xe này giá mà rẻ thì mua cũng được, nhưng mà sẽ khó đấy. Này, đèn pha này, trông hay phết nhỉ. Đèn pha giống đèn pha xe máy. Có cả gạt mưa nhá. Có cả gạt mưa luôn này. Đấy, gạt mưa luôn nhá. Xe mưa che nắng được mà, đi vào những cái con ngõ nhỏ các thứ là ổn đấy. Chuẩn thôi. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của C2 và đừng quên bấm chuông nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm những chiếc xe khác tại các gian hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Có cả xe tự lái, xe điện, dịch vụ chia sẻ xe và phương tiện kết nối mạng. Chào, tôi là James, leadership in this space.